Việt Nam là một đất nước nhỏ bé, nhưng bạn có lòng dũng cảm. Tuyệt quá, đó là một đất nước được tôn trọng. Sau những năm 1970, anh ta đã đánh bại quân đội cơ giới hóa của Mỹ trong chiến tranh du kích. Đó là một đất nước của danh dự, tôi xin một lần nữa bày tỏ lòng kính trọng. Sau khi nói rút kinh nghiệm với Việt Nam, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã không thể có bất kỳ hành động nào tương tự như Việt Nam đã làm để đối đầu với tàu Kigai của chính phủ Trung Quốc sau quy định của Hiến pháp Nhật Bản. Để đối phó theo cách như vậy của Việt Nam, không có cách nào khác hơn là phải sửa đổi Hiến pháp Hòa bình của Nhật Bản. Tôi đang nghĩ chúng ta phải gửi một tàu phá băng gia cố đến cho Việt Nam. Việt Nam là niềm tự hào của châu Á, họ đã đánh đuổi Pháp và Mỹ, điều mà không dân tộc nào ở châu Á làm được. Ngay cả khi Nhật Bản húc tàu vào tàu Trung Quốc, thật xấu hổ khi chúng ta đã giấu nó đi và người tố cáo bị sa thải. Việt Nam đang tăng cường sức mạnh cho các con tàu của họ để thực hiện các vụ đâm va. Có vẻ như Việt Nam đã đóng một con tàu mới, có mũi tàu, có thể hút vào họ nên thực sự có ý định đánh chìm con tàu của Trung Quốc. Họ là một dân tộc dũng cảm. Tôi thích hành động cứng rắn này của Việt Nam. Ngay cả khi bạn đánh tôi sẽ ngăn chặn nó. Tinh thần của thực hiện nhiệm vụ ngay khi đứng trước nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, họ thật đáng kinh ngạc. Nhật Bản xấu hổ và cần phải học hỏi Việt Nam, quốc gia của bạn có thể trở thành một quốc gia bình thường và có khả năng tự bảo vệ mình. Họ thật đáng ngưỡng mộ, vì vậy Hiến pháp Nhật Bản nên sớm được sửa đổi. Việt Nam khiến tôi kinh ngạc quá. Tôi tò mò về các vấn đề ngoại giao sau vụ việc này của Việt Nam. Họ thật đáng ngưỡng mộ, vì vậy Hiến pháp Nhật Bản nên sớm được sửa đổi. Việt Nam khiến tôi kinh ngạc quá. Tôi tò mò về các vấn đề ngoại giao sau vụ việc này của Việt Nam. Tàu Trung Quốc vùng biển đặc quyền của Việt Nam đáng trách. Tôi nghĩ Trung Quốc nên xin lỗi và rời đi, và con tàu của Việt Nam phải được làm cho mạnh mẽ hơn nữa, phải không các bạn? Trong tâm trí của tôi, Việt Nam thật tuyệt. Đó là một video mà Nhật Bản nên làm theo. Bây giờ họ đang thực hiện các hoạt động giám sát trên các điều kiện ở thế chủ động tốt hơn của Trung Quốc. Trong khi đó, ngay từ đầu, tôi nghĩ Nhật Bản và Trung Quốc đã cố câu giờ bằng cách nói chuyện với nhau mà không có bất kỳ hành động cứng rắn nào được đưa ra. Người Việt Nam thường hiền lành, nhưng họ sẽ trở thành những người liều mình để bảo vệ Tổ quốc. Việt Nam mạnh mẽ, chẳng phải anh ấy là tốt nhất ở châu Á rồi hay sao? Nhật Bản sẽ không thể thành công nếu không sửa đổi hiến pháp. Cảm ơn Trung Quốc đã đến thăm để đánh thức chúng tôi. Việt Nam, một đất nước mà nước Mỹ không dám động đến nữa. Tàu Việt Nam nhanh hơn, tôi tự hỏi đó có phải là con tàu mà Nhật Bản đã tặng cho anh ấy như một món quà. Việt Nam ngầu quá. Đó là cách phản ứng tự vệ của cảnh sát biển Việt Nam với tàu cảnh sát biển Trung Quốc. Có lẽ chính Trung Quốc cũng không ngờ là mình bị Việt Nam tấn công. Điện thoại thông minh của anh chàng Việt Nam trước mặt tôi dường như bị thổi bay sau cú đâm va. Tại sao người Việt liều lĩnh vậy? Chiếc thuyền trong hình có phải là tiếng Việt không?